Vào khoảng 3.000 năm trước trong trận chiến diệt rồng, rất nhiều vị tổ sư tiên hiền của các tông phái triết học đã ngã xuống trong cuộc chiến diệt trừ chân long. Sau khi họ hy sinh, những pháp bảo và cơ duyên họ để lại trong Ly Châu Động Thiên đã khiến các tu sĩ bên ngoài thèm khát. Hơn nữa, với khí vận chân long của Ly Châu Động Thiên, nơi này còn có thể nuôi dưỡng một nhóm các thiên tài trẻ tuổi mà các thế lực khắp nơi tranh nhau lôi kéo. Đất phúc địa như vậy tất nhiên trở thành thánh địa cho những người ngoại lai mong muốn xâm nhập. Nhiều người thậm chí đã bỏ ra cái giá rất lớn để có thể bước vào Ly Châu Động Thiên. Vậy những người ngoại lai đã vào Ly Châu Động Thiên có bối cảnh lớn đến mức nào và kết cục của họ ra sao? Hãy cùng VLTC đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Đầu tiên, Thái Kim Giản. Thái Kim Giản chính là con gái của giáo chủ núi Vân Hà Sơn, và chỗ dựa của nàng Vân Hà Sơn thực ra bắt nguồn từ một trong năm tông phái Phật giáo, được coi là một môn phái tu luyện cả đạo lẫn Phật. Mặc dù Vân Hà Sơn chỉ có thể được coi là một môn phái hạng hai ở Đông Bảo Bình Châu, thế nhưng do sản xuất ra Vân Căn Thạch, một loại thiên tài địa bảo thực sự, Vân Hà Sơn đã có địa thế siêu nhiên. Trong toàn bộ thế giới hạo nhiên, chỉ có Vân Hà Sơn mới sản xuất ra loại Vân Căn Thạch này. Chính vì thế Vân Hà Sơn có được địa vị đặc biệt. Thái Kim Giản, một nữ tử sinh ra với nội mỹ, một khi kết hợp song tu với người khác, tốc độ tu luyện của người đó sẽ tăng lên nhanh chóng. Trước kia một vị tiền bối đáng kính đã không tiếc lời khen ngợi nàng, coi nàng chỉ là một người bạn đồng hành lý tưởng trong việc song tu. Vì thế Vân Hà Sơn đã không tiếc mọi giá để tập trung bồi dưỡng Thái Kim Giản, với hy vọng rằng trong tương lai nàng sẽ có một cuộc hôn nhân tiên gia. Thậm chí có thể nói rằng tổ sư của Vân Hà Sơn đã đặt cả tương lai vào nàng. Tuy nhiên kết cục lại không như mong muốn, Thái Kim Giản đã bị Trần Bình An giết tại Ly Châu Động Thiên. Mặc dù sau đó nàng đã được Tài Tĩnh Xuân hồi sinh, dưới sự dạy dỗ của Tài Tĩnh Xuân, Thái Kim Giản, người được kỳ vọng rất lớn, đã trở về Vân Hà Sơn. Sau khi trở về, nàng bắt đầu bỏ bê việc tu luyện các thần thông của môn phái, thay vào đó là ngày ngày đọc các kinh điển thánh hiền mà Tài Tĩnh Xuân giới thiệu. Tâm cảnh của Thái Kim Giản thay đổi, và từ đó về sau nàng không còn gặp trở ngại nào trong việc tu luyện. Nàng nhanh chóng phá vỡ các cảnh giới, thăng tiến không ngừng. Trong tương lai, Thái Kim Giản thậm chí còn thành công tiến vào cảnh giới thứ 10 của luyện khí sĩ, trở thành một tu sĩ nguyên anh cảnh và cũng là nữ tổ sư trẻ nhất trong lịch sử của Vân Hà Sơn. Tuy nhiên từ lúc đó, trái tim của nàng không còn chỗ cho bất kỳ thiếu niên tài giỏi nào khác trên thế gian. Thứ hai, Phù Nam Hoa. Phù Nam Hoa chính là con trai của thành chủ Lão Long Thành. Bối cảnh của Phù Nam Hoa ở Lão Long Thành vô cùng sâu sắc, nơi này có rất nhiều nhân tài xuất chúng, chỉ cách các tông phái đứng đầu một chút. Chính vì vậy mà sức mạnh tổng thể của Lão Long Thành vượt xa Vân Hà Sơn. Tuy nhiên, Lão Long Thành và Vân Hà Sơn có mối quan hệ tốt đẹp hàng trăm năm, bởi vì Vân Căn Thạch, một sản phẩm quan trọng của nhà họ Phù, chính là một trong những mặt hàng quan trọng nhất của hai chiến thuyền lớn của họ Phù. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản rất là tốt. Tuy nhiên, trong lần đi vào Ly Châu Động Thiên này, khác với Thái Kim Giản không thu hoạch được gì, Phù Nam Hoa đã có được rất nhiều cơ duyên và kết giao với Đại Ly Phiên Vương tương lai, Tống Tập Tân. Với những cơ duyên và từ chất tu luyện của chính mình, Phù Nam Hoa tự cho rằng mình sẽ vượt xa Thái Kim Giản. Vì vậy, Phù Nam Hoa nhìn Thái Kim Giản bằng ánh mắt cao ngạo. Sau này, khi mà Phù Nam Hoa kết hôn với tiểu thư của nhà họ Khương, mặc dù đã được chỉ thị từ Hoàng thất Đại Ly để nhờ cậy vào Tông Diệp Tông, chủ nhân tái sinh Đỗ Mạo, để đối phó với Trần Bình An và những người khác, Trần Bình An không vì thế mà tức giận với gia tộc họ Phù. Gia tộc họ Phù sau đó vẫn là thế lực lớn nhất trong Lão Long Thành. Trong những năm tiếp theo, Phù Nam Hoa không chỉ đột phá lên cảnh giới thứ 9 của luyện khí sĩ là Kim Đan Cảnh, mà còn thừa kế thành công vị trí thành chủ của Lão Long Thành. Tuy nhiên, người mà trước đây anh ta coi thường, Thái Kim Giản, giờ đây đã đi trước anh ta một bước. Thứ ba, Khương Uẩn. Khương Uẩn chính là hậu duệ của gia tộc họ Khương. Gia tộc họ Khương chính là một trong những gia tộc lâu đời nhất tại Bảo Bình Châu. Tương truyền rằng khi mà Nho gia vừa trở thành chính thống của thế giới hạo nhiên, họ Khương đã có vài vị đại chủ tế đảm nhiệm việc ban phước và thực hiện các nghi thức cúng tế thần linh. Mặc dù hiện tại gia tộc họ Khương đã từ bỏ văn nghiệp để chuyển sang kinh doanh, họ vẫn là một thế lực giàu có bậc nhất, vững vàng không lay chuyển. Do gia tộc họ Khương luôn có mối quan hệ tốt với Lão Long Thành, vậy nên Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa và Khương Uẩn đã cùng nhau đến Ly Châu Động Thiên để tìm kiếm cơ duyên. Trong ba người, người có vận may tốt nhất không ai khác chính là Khương Uẩn. Cơ duyên mà Khương Uẩn tìm thấy tại thị trấn nhỏ là một sợi chạm long tỏa trong giếng sắt. Được biết rằng sợi xích này là di vật quý giá của một vị tu sĩ tiên nhân cảnh. Dù chưa mở khóa các cấm chế bí thuật trên đó, nó vẫn được coi là một bán tiên binh thực sự. Uy lực của chạm long tỏa thậm chí còn vượt trội hơn cả Long Vương Lồng. Nó không chỉ dễ dàng khống chế giao long mà chỉ cần một cái lắc tay có thể lột ra, rút xương giao long ngay tại chỗ, chỉ để lại một cột sống và một viên ngọc chân long. Sau khi Khương Uẩn có được bảo vật này, hắn không chút do dự rời khỏi thị trấn. Dưới sự chỉ dẫn của sư phụ Lão Long Thành, một dã tu ngọc phách cảnh, Khương Uẩn đã luyện hóa chảm long tỏa thành bản mệnh vật của chính mình. Sau này chị cái của Khương Vận gả cho Phù Nam Hoa, vài người trở thành thông gia thực sự. Về sau, Khương Uẩn đã thành công rèn luyện tiểu thiên địa nhân thân ở trong cơ thể của mình thành Thiết Sơn Tùng Lâm và Doanh Triệt Đạo Tràng.
Nhưng kỳ tích đã thất truyền từ lâu, nhờ vậy hắn thuận lợi tiến vào cảnh giới thứ 10 của luyện khí sĩ, nguyên anh cảnh và trở thành một trong 10 người trẻ tuổi ưu tú nhất của Bá Bình Châu. Thứ tư, Cao Trần và Ngô Điêu Tự. Cao Trần là thái tử tương lai của triều đại Đại Tùy. Chỗ dựa của Cao Trần là Đại Tùy, một trong hai triều đại hùng mạnh nhất tại Bá Bình Châu. Mặc dù hiện tại thực lực của Đại Tùy không bằng Đại Ly, thế nhưng mà trong tương lai Đại Tùy được coi là triều đại có triển vọng thống nhất toàn bộ Bá Bình Châu. Sau khi thái tử Cao Chuẩn giành được Long Môn Ấn và một con sao long hệ Kim Từ Ly Châu Động Thiên, triều đình Đại Ly và Đại Tùy đã ký kết một hiệp ước sơn minh với mức độ quan trọng cực cao. Do đó, Cao Chuẩn phải làm con tin và đến học tại Lâm Lộc Thư Viện thuộc núi Phi Vân của Đại Ly. Trong tương lai, khi mà Cao Chuẩn trở về Đại Tùy, hắn chắc chắn sẽ trở thành hoàng đế Đại Tùy, thống nhất Bảo Bình Châu. Lão thái giám Ngô Điêu Tự, người luôn theo sát bên cạnh Cao Trần, là một trong 12 vị đại đào tự của Đại Tùy. Sau khi rời khỏi Ly Châu Động Thiên, Ngô Điêu Tự tiếp tục giữ chức thái giám trưởng ấn của Ngự Mã Giám tại Đại Tùy và kể từ đó không xuất hiện trở lại. Thứ năm, Ban Sơn Viên và Đào Tử. Ban Sơn Viên còn được biết đến với tên gọi là Vượn Bàn Sơn, là hộ sơn cung phụng của núi Chính Dương. Chính Dương Sơn là một trong những môn phái kiếm đạo lớn tại Bảo Bình Châu, mặc dù không nằm trong bảng xếp hạng cao, thế nhưng mà thực lực của Chính Dương Sơn không thể nào xem nhẹ, được coi là môn phái hàng đầu trong hệ tông. Kẻ ngang ngửa với Chính Dương Sơn chính là đối thủ chuyển kiếp của họ, Vườn Phong Lôi. Sau này, Ban Sơn Viên đã làm trọng thương Lưu Tiện Dương. Và nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ mối hận thù giữa Chính Dương Sơn và Vườn Phong Lôi. Sau khi Trần Bình An và Ninh Diêu báo thù cho Lưu Tiện Dương, Ban Sơn Viên đã bị Tề Tĩnh Xuân trục xuất khỏi Ly Châu Động Thiên. Trong mười mấy năm tiếp theo, Chính Dương Sơn phát triển nhanh chóng, tông chủ không chỉ đạt đến Ngọc Phách Cảnh và trở thành một kiếm tiên, mà ngay cả Ban Sơn Viên từ Nguyên Anh Cảnh cũng đạt tới cảnh giới Ngọc Phách Cảnh. Sau cuộc chiến giữa thế giới man hoang và thế giới hạo nhiên, Chính Dương Sơn nổi lên mạnh mẽ, thậm chí có xu hướng trở thành thế lực đứng đầu một châu, là tu sĩ Ngọc Phách Cảnh. Ban Sơn Viên cũng có địa vị cao quý, tuy nhiên khi mà Trần Bình An mang theo người của núi Lạc Phách đến hỏi kiếm tại Chính Dương Sơn, tông chủ của Chính Dương Sơn vì e ngại sức mạnh của Trần Bình An và các tu sĩ Ngọc Phách Cảnh cùng thế lực sau lưng họ, đã quyết định mau chóng loại bỏ Ban Sơn Viên khỏi danh sách các cung phụng của Chính Dương Sơn. Mất đi chỗ dựa, Ban Sơn Viên bị Trần Bình An và Lưu Tiện Dương giết chết. Cô bé đi theo Ban Sơn Viên đến Ly Châu Động Thiên là Đào Tử, cháu gái cưng của tổ sư kiếm đạo Thuần Dương Sơn, Đào Khôi, và là niềm vui của nhiều tổ sư tại Chính Dương Sơn. Đào Tử được yêu mến không chỉ vì ngoại hình dễ thương, mà còn bởi tiềm năng kiếm đạo của cô. Thậm chí cô có thể khiến Chính Dương Sơn không tiếc chi phí đổ vào hàng loạt tài nguyên. Dù sao, căn cốt thiên phú, tính cách và cơ duyên của Đào Tử đều thuộc hàng đầu trong suốt 500 năm qua tại Chính Dương Sơn, được xem là thiên tài kiếm đạo có hy vọng lọt vào cảnh giới thượng ngũ. Ban Sơn Viên đã hộ tống Đào Tử đến Ly Châu Động Thiên để tìm kiếm cơ duyên. Tại đây, Đào Tử không chỉ kết giao với vị hôn phu tương lai của mình, thiếu gia của thành Thanh Phong, mà còn gặp người nàng luôn ngưỡng mộ, Tống Tập Tân. Tuy nhiên, Tống Tập Tân lại luôn hướng trái tim về Vương Chu và không hề có ý định ở bên Đào Tử. Sau khi rời khỏi Ly Châu Động Thiên, Đào Tử mất hơn 30 năm để đạt đến Long Môn Cảnh. Sau đó, theo sự sắp đặt của Chính Dương Sơn, cô đã quyết định đính hôn. Tuy nhiên, trước khi Đào Tử đính hôn, Trần Minh An và những người khác đã đến hỏi kiếm tại Chính Dương Sơn và giết chết Ban Sơn Viên. Tâm nguyện cuối cùng của Ban Sơn Viên chính là mong Trần Minh An tha cho Đào Tử, và nhờ đó Đào Tử mới thoát chết. Thứ sáu, mẹ con nhà họ Hứa ở thành Thanh Phong. Thành Thanh Phong của hai mẹ con nhà họ Hứa tuy không bằng Lão Long Thành, thế nhưng gia chủ nhà họ Hứa chính là một tu sĩ binh xa nguyên anh cảnh, vừa có tài tấn công vừa có tài phòng thủ. Sau này ông ta còn thăng lên trở thành một tu sĩ binh xa thực sự ở Ngọc Phách Cảnh, sức mạnh của ông ta không thể coi thường. Ban đầu khi mà mẹ con nhà họ Hứa có được chiếc giáp truyền đời của gia đình Lưu Tiện Dương, nhà họ Hứa đã giúp gia chủ nhà họ Hứa ở thành Thanh Phong tiêu diệt kẻ phản bội và nắm vững quyền lực, sau đó giúp gia tộc tích lũy vận văn và vận võ một cách bí mật. Lý do Trần Bình An luôn căm hận họ là vì nhà họ Hứa ở thành Thanh Phong chính là kẻ đứng sau giật dây Vượn Bàn Sơn để làm trọng thương Lưu Thiện Dương. Mặc dù sau này Trần Bình An không trực tiếp giết mẹ con nhà họ Hứa, thế nhưng anh đã phái người lấy đi một vùng hồ quốc của thành Thanh Phong. Nên biết rằng thứ nổi tiếng nhất của thành Thanh Phong chính là da cáo, một vật phẩm cực kỳ đắt đỏ và luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Hành động này của Trần Bình An gần như đã cắt đứt hoàn toàn con đường tài chính của thành Thanh Phong. Thứ bảy, Ninh Diêu. Ninh Diêu chính là một kiếm tu đến từ trường Thành Kiếm Khí. Mặc dù cha mẹ của cô đã qua đời, thế nhưng mà khi còn sống họ đều là hai đại kiếm tiên trong trường Thành Kiếm Khí. Ông ngoại của Ninh Diêu cũng là một đại kiếm tu tiên nhân cảnh. Vì Ninh Diêu là thiên tài kiếm tiên bẩm sinh, cô được đại kiếm tiên Trần Thanh Đô của trường Thành Kiếm Khí coi như người kế thừa và dạy dỗ. Cần biết rằng khi mà Ninh Diêu đến Ly Châu Động Thiên, cô đã là kiếm tiên Long Môn Cảnh ở cảnh giới thứ 8 của luyện khí sĩ. Sau đó trong cuộc chiến với thế giới man hoang, Ninh Diêu đã đạt đến Nguyên Anh Cảnh ngay trên chiến trường. Khi mà Ninh Diêu cùng với Thành Phi Thăng bay lên Ngũ Sắc Thiên, cô đã tiến lên cảnh giới thứ 13, Phi Thăng Cảnh. Với tốc độ đáng kinh ngạc, đến khi mà ba vị tổ sư của Tam Giáo tan rã, Ninh Diêu với thân phận thuần túy kiếm tu đã đạt tới cảnh giới thứ 14. Và hiện nay cô đã trở thành người đứng đầu Ngũ Sắc Thiên.
Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TC, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.